Rồi các bạn, mình đang ở trên đường Võ Văn Ngân nè, và ngay chỗ đoạn của khu chợ Bến Lức á, bây giờ mình sẽ đứng và qua lại cây xăng ngay chỗ gần chợ Bến Lức cho bạn xem nha, là người ta xem người ta có đi đổ xăng nhiều hay không. Đó, đối diện là cây xăng này các bạn thấy phía bên trái cây xăng á, nó có một đường rẽ vào á, đó chính là cái đường vào chợ mà cái khu mà mình mua đồ ăn thực phẩm á, ví dụ như thịt cá rồi rau trái cây là các bạn vào cái đường này nè. Đó chính là bán đồ ăn trong trọng. Ra ngoài là có cây xăng đây luôn. Cây xăng hôm nay thì có thanh toán cho Momo nha các bạn. Bạn nào có tài khoản Momo thì các bạn thanh toán sẽ được hoàn tiền lại bao nhiêu phần trăm đó. Lần đầu thanh toán hình như là được khuyến mãi nữa, mấy chục nghìn đó, 30 hay là 50% hay gì đó mình không nhớ, tùy tài khoản. Rồi bên cạnh đây là sẽ là những hàng Techcombank nè. Tối là điện đồng các bạn. Giờ là đỡ đó, dịch bệnh nên người ta đi cái xe hồi trước là giống như nó bị kẹt luôn á, kẹt xe á, giờ này là kẹt xe chắc luôn. Nè các bạn, chờ thẳng lên tí là nó sẽ đụng cái đường băng bi, đạn băng bi á, nó cắt ngang đó. Bây giờ mình sẽ đi qua đường qua bên đây luôn nha. Xe nhiều quá các bạn, thôi mình kết thúc video nha, mình qua lại tính nè.